Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Như Lai Tăng Tháng Phẩm Thứ Sáu. Phật Phóng Quang Dẫn Bào, lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân, lòng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quảng Thưa Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hồi có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cung kinh chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn khen ngợi Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức quay thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lấy vì những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bát bổ và chúng sanh trong đời sau kính dâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong tư chúng rằng: lòng nghe, lòng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói lướt về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cúng trời. Ngài Phổ Quang Bồ Tát bạch Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát: trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đánh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quang, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là quả vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi một trăm lần, thì không còn phải bị xa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc
vườn không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gây hết lòng cúng dường tướng vẻ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất đá keo sơn đồng sắt vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lúa tràng phán tiền bạc vật bao cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại thì đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái. Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh, nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân xinh đẹp lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ tâm chiêm ngưỡng đánh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái thì trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn, cùng con gái các vị đại trưởng già tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như vậy. Quý thần hổ về lại nữa, này Phổ Quang, như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đôi trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trội các thư ký nhạc ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyên hóa một người hay nhiều người, những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai sau thường được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm theo hổ về, còn không cho những việc hung dữ đến tay người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tay giả bất ngờ, khinh chê mắc tội. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kinh cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê, là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc
khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niềm. Thời những kẻ như thế đến sau khi một nghìn Đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả, bị tội báo kinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp này mới được thỏa thân ngã quỷ, rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thỏa thân súc sanh. Lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đáng sanh làm người, giàu được làm người. Nhưng ở giao hàng bần cùng hèn há tất nguyện thiêu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Này phổ quan, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội bao xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội chương. Lại nữa, này phổ quan Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiếm bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bài, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đau luận đôi chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đôi trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biên, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa thích như y phục đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn vân vân, đôi trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kinh tường, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tưởng hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cung, hoặc cúng vào của thường trụ, sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tan đến hơi thở đã dứt, thời quắc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày, cứ lần tiên xương bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này, sau khi người bệnh đó mãn chung, thời dầu cho từ trước có tội giả nặng, nhận đến năm tội vô gian, cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết biết đời trước. Huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép
kinh này. Hoặc báo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến báo người khác vẽ đắp. Người đó khi thọ quả bao chắc, đặng nhiều lợi lớn vậy. Này Phổ Quang Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niềm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương trước khuyên hóa người đó phát lòng siêng năng, chớ đừng thối thất. Thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức, không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai, siêu độ vong linh lại nữa. Này Phổ Quang Bồ Tát, như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hãng quỷ thần nhận đến các hình la, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hái hùng sợ sệt. Đó đều là vì hoặc cha mẹ con em, hoặc chồng vợ quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay trăm đời, nghìn đời về thuở quá khứ, bị đọa lạc vào ác đạo, chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục, trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Này Phổ Quang, ông nên dùng sức quay thần khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chỉ tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến, hoặc đến bãi biên. Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắt trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mây biên đó, xong sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa, khỏi nô lệ. Lại nữa, này Phổ Quang, như đời sau này có những hạng người há tiền, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, nhận đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, cần phải sám hối đó. Thời nên chí tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên. Những người trên đó sau khi mạng báo thân hạ tiện hiện đời, trong nghìn muôn đời về sau, thường sanh vào bậc tôn quý, trọn không bao giờ còn phải xa đó vào ba đường ác khổ nữa, sanh con dễ nuôi. Lại về nữa, này Phổ Quang Bồ Tát, về trong thuở sau này nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sát đế lợi là Bà La Môn,
trưởng giả cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ, hoặc con trai, hoặc con gái, nổi trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó, mà tụng kinh điển không thể nghĩ bản này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên. Được vậy thì đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội giả chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn, cũng sống lâu hơn vậy. Ngài thập trai tụng kinh được phước, lại vậy nữa, nay phổ quang trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14 rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tối kết nhóm lại, để định là nắng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, không có điều gì chẳng phải là tối lỗi. Hơn nữa là những kẻ buôn lung giết hại, trộm cắp tà dâm vọng ngữ trăm điều tối lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát Hiền Thanh để đọc tụng kinh này một biến, thì chung quanh chỗ của người đó ở bông hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 do tuần không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, đến 100.000 năm xa khỏi hẳn các ác đạo, trong 10 ngày trái trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thì trong đời hiện tại, hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này phổ quang, vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 muôn ức những sự quay thần lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh. Như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ, những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kể hay một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, 100.000 muôn đời về vị lai, thường được thác sanh vào nhà tôn quý
thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài ngợi khen, Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quán Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Dân con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo Ngài Phổ Quang, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Đây là tên thứ ba, do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật giải xong, Ngài Phổ Quán Bồ Tát tinh chiều chắp tay cung kính mà lễ Phật lui ra vậy.